và Tuyết Nhi xin mến chào tất cả quý vị. Quý vị đang đến với chương trình News của Việt Mỹ Television. Và ngay sau đây, Phương Nhi xin mời quý vị điểm qua những bản tin chính trong ngày hôm nay. Trung Quốc vẫn giận Thủ tướng Singapore. Căng thẳng giữa Philippines và EU liên quan về vấn đề viện trợ. Đức vẫn tin tưởng Hoa Kỳ bất chấp vụ việc giữa ông Trump và Nga. Chung quanh dự luật AB-22 cho CS hoạt động trong cơ quan chính trị Cali. Vụ tai nạn 13 người chết đã có giám định mẫu máu của tài xế xe tải. Và sau đây, tôi xin mời quý vị đến với bản tin thế giới mở đầu tiên cùng với sinh viên Tuyết Như. Thưa quý vị, công chúa Nhật từ bỏ tước hiệu cưới thường dân. Gái lớn nhất của hoàng đế Akihito sẽ đính hôn với một nhân viên hãng luật Kyo Komuro, người mà cô gặp khi học đại học. Cả hai cùng 25 tuổi, luật của hoàng gia Nhật Bản yêu cầu công chúa phải rời khỏi hoàng gia khi kết hôn với một thường dân. Một số báo châu Âu viết tựa công chúa Nhật bỏ vương triều vì tình yêu. Công chúa Marco từng học đại học ở Dublin và có các bằng cấp từ đại học Leicester và Edinburgh, Anh Quốc và có nhiều hoạt động từ thiện. Sự kiện này gây ra một cuộc tranh luận về tương lai của hoàng tộc, vốn ít thành viên. Công chúa Marco và Komuro gặp nhau năm 2012 khi theo học tại Đại học Công giáo Quốc tế tại Tokyo. Ông Komuro từng giữ danh hiệu Hoàng tử Đại Dương khi làm công tác quảng bá du lịch tại Nhật. Khi được hỏi về kế hoạch đính hôn, ông Komuro nói hôm ngày 17 tháng 5 rằng bây giờ không phải là lúc tôi bình luận, nhưng tôi muốn tuyên bố vào một thời điểm thích hợp. Văn phòng Hoàng cung xác nhận với đài CNN rằng họ đang chuẩn bị cho lễ đính hôn của công chúa hồi tháng 8 năm 2016. Hoàng đế Akihito, 83 tuổi, có ý nói rằng ông muốn nhường ngôi vì quan ngại sức khỏe của ông sẽ ảnh hưởng đến việc vị trí. Nhật đang cân nhắc thay đổi luật lệ cho phép hoàng đế thoái vị. Không có vị hoàng đế Nhật thoái vị trong 200 năm trở lại đây là luật hiện tại, không cho phép điều đó, nhưng dự luật mới dự kiến sẽ thay đổi luật chỉ truyền ngôi cho hoàng tử. Hiện chỉ có 4 người có thể kế vị, có con trai của hoàng đế Akihito là thái tử Naruhito và hoàng tử Fumihito, hoàng tử Hisahito, con trai của Fumihito và thân vương Masahito, em trai của hoàng đế. Giới quan sát đang đặt câu hỏi rằng vì sao Thủ tướng Singapore không được Trung Quốc mời tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế, vành đai và con đường cuối tuần rồi. Kính thưa quý vị, trong 10 nước thuộc ASEAN, chỉ có 3 nước không có nguyên thủ tham dự, đó là Singapore, Thái Lan, Brunei. Trường hợp Singapore đang gây bàn tán nhất vì tranh cãi ngoại giao thời gian qua giữa hai nước dường như cho thấy Bắc Kinh vẫn đang giận Singapore. Bộ trưởng Phát triển Quốc gia Singapore là Lawrence Gong dẫn đầu đoàn đến Bắc Kinh, thưa quý vị, trong khi được báo chí Singapore hỏi, ông Gong tiết lộ Trung Quốc quyết định việc mời năm ngoái khi Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc. Ông Lý Hiển Long ca ngợi vai trò của Hoa Kỳ, sự lãnh đạo cá nhân và quyết định của ngài tái cân bằng sang châu Á đã đem lại cho Hoa Kỳ bạn bè mới, củng cố quan hệ đối tác cũ trong đó có Singapore, ông nói. Sau đó, tờ Global Times của Trung Quốc đã phê phán, quan trọng là ông ta ca ngợi chiến lược của Mỹ nhằm tái cân bằng châu Á, Thái Bình Dương và công khai rằng toàn bộ quốc gia Đông Nam Á hoan nghênh. Kể từ đó, căng thẳng giữa hai nước xuất hiện công khai với đỉnh điểm là việc Hồng Kông thu giữ suốt 2 tháng 9 xe quân sự của Singapore vào tháng 11 năm 2016. Shirley, nhà nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói với tờ South China Morning Post rằng việc không mời ông Lý phản ánh niềm tin rằng Singapore chỉ tìm kiếm lợi ích kinh tế từ Trung Quốc và dựa vào Hoa Kỳ về an ninh. Trung Quốc đang dần nhận ra điều này và không quan tâm liệu Thủ tướng Singapore dự hay không, ông Sue nói.
Kính thưa quý vị, Tòa Liên Hợp Quốc lệnh cho Pakistan không tử hình điệp viên. Một tòa án của Liên Hợp Quốc ra lệnh Pakistan không được hành hình một sĩ quan Ấn Độ bị kết tội làm tình báo. Tòa nói phải chờ tòa có thời gian xem xét vụ kiện của Ấn Độ. Ấn Độ nói tại Tòa Công lý Quốc tế rằng Pakistan vi phạm luật quốc tế vì không cho Ấn Độ gặp Kulbhushan Sushir Jaha. Ông này bị bắt tháng 3 năm 2016 và bị kết án tháng trước. Ấn Độ bác bỏ tin nói ông này là điệp viên, còn Pakistan lại bác bỏ hoặc bắt cóc ông ta, đặt trụ sở ở Haiku. Tòa nói sẽ lắng nghe vụ kiện và luật cứ hai nước. Việc hành hình điệp viên hiếm khi xảy ra. Năm 1999, Pakistan treo cổ một người 10 năm sau khi kết tội ông ta làm tình báo. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký lệnh cấm hút thuốc ở nơi công cộng trên toàn quốc. Ông Duterte từng nghiện hút thuốc nhưng đã bỏ sau khi ông được xác định mắc bệnh Buerger, hậu quả của nghiện thuốc lá nặng. Lệnh cấm này đang đem lại án tù 4 tháng và phạt 5.000 peso, cấm hút thuốc cả trong văn phòng và bên ngoài. Sẽ có khu hút thuốc riêng cho người lớn rộng khoảng 10 m², cách lối vào tòa nhà tối thiểu 10 m. Ước tính có 17 triệu người hút thuốc ở Philippines, chiếm 1/3 dân số của nước này. Kính thưa quý vị, Tổng thống Hàn Quốc ăn cơm trưa $3. Tân Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân đã dọn vào sống trong thành cung ở Seoul sau khi tuyên thệ nhậm chức nhưng vẫn tiếp tục hình ảnh gần dân. Ông không cần ai cầm áo và xách túi khi đi tiếp xúc công chúng và ăn cơm trưa với nhân viên, phụ tổng thống trong nhà ăn chung. Giá một suất cơm tương đương 3 Mỹ Kim, ông cũng nhận các câu hỏi từ báo chí ngay lập tức và bỏ lệnh thanh lọc để cấp giấy phép cho các nhà báo và phụ tổng thống. Theo Chen Chung, viết trên Reuters hôm ngày 18 tháng 5, rất có thể ông Moon Jae-in muốn cố ý tạo hình ảnh khác người tiền nhiệm. Bà Park Jeong-hee, bà bị lên án khắp nơi vì không gần gũi với công chúng kể cả trước khi vụ bê bối tham nhũng hạ bệ bà hồi tháng 3. Trong số các viện làm ngày của ông Moon Jae-in, cựu luật sư nhân quyền và tù nhân chính trị, thời sinh viên chống độc tài quân sự, gồm lệnh đóng cửa ngay 10 ngày, máy điện chạy than trên 30 năm tuổi. Dù đây là lệnh tạm thời để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, chính phủ của ông Moon có kế hoạch đóng toàn bộ các nhà máy chạy than ở Hàn Quốc vào năm 2022. Về kinh tế, ông có nghị trình làm trong sạch quan hệ mờ ảo giữa các đại công ty và chính giới Hàn Quốc. Hiện ông Moon được 75% người ủng hộ, cao hơn con số 55% dành cho bà Park trong tuần đầu lên cầm quyền năm 2012, trước khi bị luận tội và hạ bệ. Chỉ số ủng hộ của bà rớt xuống còn 4%, nhưng giới quan sát tin rằng hiện ông Moon đang vào thời kỳ tuần trăng mật với cử tri Hàn Quốc, và ông sẽ phải đối mặt với nhiều quyết định khó khăn và dễ mất lòng dân những tháng tới, theo Reuters. Quân đội Indonesia vào ngày 18 tháng 5 cho biết có 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương do đạn pháo trong khi đang tham gia diễn tập trên đảo Thang Chung Datuk ở Biển Đông. Sự việc xảy ra vào hôm ngày 17 tháng 5 khi một khẩu pháo bị trục trặc kỹ thuật trong cuộc diễn tập có sự tham gia của một tiểu đoàn dự bị trên hòn đảo nói trên thuộc quần đảo Natuna ở Biển Đông. Người phát ngôn quân đội nước này là Alfred Danny Tuje thông báo khẩu pháo bị mất kiểm soát và đạn nhắm vào trúng các binh sĩ gần đó. Kính thưa quý vị, căng thẳng giữa Philippines và châu Âu liên quan đến vấn đề viện trợ. Vào ngày 18 tháng 5, một quan chức cấp cao của Philippines tuyên bố với Manila quyết định ngừng nhận viện trợ phát triển từ Liên minh châu Âu nhằm thể hiện chính sách ngoại giao độc lập của nước này. Trong một bức thư gửi tới các hãng tin, Bộ trưởng Hành pháp nhấn mạnh Philippines sẵn sàng từ bỏ khoản viện trợ khoảng 250 triệu euro, tương đương 278 triệu Mỹ Kim, để ngăn châu Âu can thiệp vấn đề nội bộ của nước này. Người phát ngôn của Tổng thống Philippines Ernesto Avila sau đó cũng khẳng định Tổng thống Rodrigo Duterte đã chấp thuận về đề xuất của Bộ Tài chính nước này, từ chối khoản viện trợ có thể tạo điều kiện cho nước ngoài can thiệp vào chính sách của Philippines. Căng thẳng giữa Philippines và châu Âu nảy sinh sau khi châu Âu đưa ra các chỉ trích liên quan tới cuộc chống ma túy do Tổng thống Duterte phát động từ cuối năm ngoái tại nước này. Trong các chiến dịch này, cảnh sát đã tiêu diệt khoảng 9.000 đối tượng dính líu đến ma túy. Theo số liệu của chính phủ Philippines, châu Âu hiện đứng thứ 8 trong số các nhà viện trợ phát triển cho Philippines. Năm ngoái, khoản viện trợ phát triển của châu Âu cho Philippines là 270 triệu Mỹ Kim.
Theo Sputnik, quỹ đầu tư công cộng được gọi tắt là PIF thuộc sở hữu nhà nước Saudi Arabia đã công bố thành lập công ty công nghiệp quân sự Saudi Arabia được gọi tắt là SAMI. Công ty này sẽ sản xuất đạn dược, vũ khí, hỏa tiễn và được kỳ vọng trở thành một trong những công ty quốc phòng hàng đầu thế giới. Kênh truyền hình On Arabia cho biết doanh nghiệp này là một phần trong tầm nhìn Saudi vào năm 2030. Một kế hoạch của chính phủ Saudi Arabia nhằm đa dạng hóa kinh tế đất nước và giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hydrocarbon. Theo On Arabia Sami, doanh nghiệp hoàn toàn thuộc sở hữu chính phủ có mục đích trở thành một trong 25 công ty quốc phòng hàng đầu thế giới vào năm 2030. Công ty này sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ theo 4 hạng mục kinh doanh bao gồm các hệ thống phòng không, các hệ thống mặt đất, vũ khí và hỏa tiễn bao gồm cả đạn dược và điện tử quốc phòng. Đầu tháng 5 năm 2017, Phó Thái tử đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia là Mohammed bin Salman Al Saud cho biết Riyadh có ý định phát triển công nghiệp quân sự và thúc đẩy sản xuất các sản phẩm quân sự quốc gia. Theo ông Salman Al Saud, Saudi Arabia đứng thứ 3 trên thế giới về chi tiêu quốc phòng. Kính thưa quý vị, sau một bản tin khác có liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, Đức có thể tự do rút quân khỏi căn cứ Isilin. Reuters đưa tin vào ngày 18 tháng 5, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu tuyên bố Đức có thể tự rút ra khỏi quân căn cứ không quân Incirlik tại Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này muốn, đồng thời yêu cầu Berlin nên từ bỏ cách tiếp cận trịch thượng với Ankara. Trước đó, hôm 17 tháng 5, Đức cho biết nước này đang xem xét điều động khoảng 250 binh sĩ từ căn cứ Incirlik tới Jordan và Ankara, không cho phép các nghị sĩ Đức tới thăm căn cứ của quân sự trên. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng việc thăm viếng lúc này là không phù hợp. Trong một diễn biến khác, ông Cavusoglu cho rằng các biện pháp của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tức NATO nhằm bảo vệ không phận của Thổ Nhĩ Kỳ cho tới nay là không hiệu quả. Phát biểu trên được ông Cavusoglu đưa ra ngay trước thềm cuộc họp thượng đỉnh NATO tại Brussels vào tuần tới. Kính thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến thế giới. Tạm rời với một số phút quảng cáo thương mại, Phương Đi và Tuyết Nhi sẽ cùng trở lại quý vị trong bản tin Hoa Kỳ.